Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình một cái cách để mình chế biến món chuột khi mình lai gai hay mình cả ăn cơm ngon hơn chuột cô chú anh chị mình nướng hay chiên gấp 10 lần luôn. Đó, thì hầu hết Cảnh thấy là cô chú anh chị mình cho chuột vào mình chiên trực tiếp là chuột tươi á, mình chiên trực tiếp. Thứ hai mình sẽ cho chuột tươi mình nướng lên trực tiếp. Vì vậy hôm nay cô chú anh chị mình làm món này đi, Cảnh bảo đảm ngon gấp 10 lần luôn. Đó là một cái cách để mình làm một món khô chuột cực ngon luôn. Cái này mà các anh các chú các bác mình lai rai thì quên cả lối về luôn, còn làm cách nào. Cảnh mời cô chú anh chị mình theo Cảnh nha. Thì trước tiên đây á, Cảnh có chuẩn bị đây là 1 ký chuột, thì tùy theo cô chú anh chị mình muốn làm nhiều hết tùy ý thích của mình nha. Đó, thì chuột mình gì à, mình sẵn như thế này cho sạch sẽ đi, rồi mình sẽ ướp nha, mình phải muối nha. Thì mình muốn muối cho vừa ăn vừa khẩu vị của mình thì Cảnh cũng có chia sẻ rồi, rất là nhiều cách. Đó, thì hôm nay mình muối theo cách này, chuột mà muối theo cái cách này rất là ngon nha. Bây giờ Cảnh sẽ cho vô đây là một ít nước mắm. Thay vì cô chú anh chị mình ướp bằng muối thì bây giờ mình sẽ ướp bằng nước mắm. Đó, thì khi nó thấm vô miếng chuột á, nước mắm mình rất là thơm và ngon nha. Thì giờ mình sẽ nêm lại coi nó có vừa cái khẩu vị mình hay không. Nó còn hơi lạc miếng thì mình sẽ cho vô thêm một miếng nữa. Thì nước này là nước sạch cô chú anh chị, nên á cô chú anh chị mình nêm nếm lại bình thường nha. Rồi bây giờ cái khẩu vị nó đã vừa như thế này rồi, thì bây giờ mình có việc là mình sẽ cho cái phần chuột vô đây mình ướp thôi. Rồi mình sẽ ướp qua đây là 30 phút nha. Thì hầu hết chuột rất là nhiều làm món ăn, thì hầu hết là mình chuột chiên nè, chuột nướng nè, đó là ở Sài Gòn và mình hay dùng hai món đó. Còn miền Tây á thì chuột chiên, chuột nướng hay là chuột hấp cơm. Đó, nhiều rồi cách để ở miền Tây mình chế biến lắm. Còn riêng chuột mà làm cách này làm khô á thì Cảnh cũng chưa thấy ai làm bao giờ, mà Cảnh đã có một người bạn đã chỉ làm cho coi như thế này, lai rai dưới cùng bia hay rượu đế cực kỳ ngon luôn. Thì hôm nay Cảnh sẽ làm thử và Cảnh phơi cho nó ráo đi rồi nướng lên và thưởng thức coi cái hương vị nó như thế nào nha. Rồi trong khi thời gian chờ đợi phần chuột nó đã thấm á, thì mình sử dụng đây là một ít sả cây nha. Thì mình sẽ lấy cái tinh dầu của sả nha, mình ướp chung dưới chuột nha. Nếu mình sử dụng bằng sả băm á, khi mình chiên hay mình nướng lên á, nó dễ bị cháy khét. Mình chỉ lấy cái tinh dầu thôi. Thì cô chú anh chị mình có cái máy xay á, thì mình đưa vô xay cho nó lẹ. Còn không có, mình dùng một cái cối mình giả cũng được nha. Rồi, phần sả mình sắc xong thì mình sẽ cho vô đây một ít nước. Rồi cái này á, thì cái phần gia vị á, thì mình nêm theo á, là một muỗng bột ngọt, mình sử dụng bằng muỗng nhỏ nha. Một muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, 1 muỗng tiêu và 1 muỗng ớt, bột ớt của chúng chị. Tại vì khi Cảnh cho vô á, mà Cảnh bấm cái máy nó không có ăn á, nên Cảnh quay lại thì cái khúc cho vô á, nó đã cho qua rồi. Thì Cảnh nói luôn, thì những cái nguyên liệu mình cần á là đường, bột ngọt, tiêu, ớt, và mình sẽ cho vô đây thêm là 2 muỗng dầu ăn nữa. Tại vì khi mình phơi á, phần khô á có dầu ăn á, rồi nó sẽ không bu. Và thứ hai nữa, cái phần khô của mình á, nó sẽ bóng hơn và đẹp hơn. Đó, thì những cái nguyên liệu như nó có đơn giản như vậy thôi. Thì cái phần này mình sẽ nêm theo cái khẩu vị của mình nha. Thì cái phần nước mắm vừa rồi Cảnh cũng có chia sẻ cái cách để mình nêm theo cái khẩu vị mình rồi. Thì còn cái phần này mình chỉ thêm một ít gia vị nữa vô là được. Rồi bây giờ mình lấy phần chuột mình để giờ ngâm trong nước mắm á, thì bây giờ mình lấy ra mình ướp thôi. Rồi sau khi cái phần chuột mình đã
ướp qua là 30 phút á, thì mình sẽ cho cái phần nước ướp này vô nha. Thì lúc đầu á, cái nước này là nước xả cô chú chị, tinh dầu xả, giờ mình sẽ cho vô đây mình ướp nha, mình ướp thêm 15 phút nữa nha. Rồi sau khi cái phần mình ướp được 15 phút thì mình sẽ cho ra một cái sề mình đem đi phơi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra nắng mình phơi nha. Thì đây là sau khi cái phần chuột mình đã phơi khô nè, cô chú chị mình thấy ha. Thì mình phơi cái này tầm một nắng thôi, đừng có phơi nhiều quá. Phơi nhiều nắng quá đâm ra cái phần chuột mình nó quá khô đi, khi mình chiên hay nướng sẽ không có ngon, nó cứng. Mình phơi một nắng vậy thôi. Thì bây giờ Cảnh sẽ lấy một con và Cảnh đem đi nướng, mình ăn thử coi cái hương vị nó như thế nào nha. Đây là sau khi Cảnh đã chiên qua cái bằng cái nồi chiên không dầu của cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị mình đem đi nướng thì nó càng thơm hơn nha. Thì Cảnh mới lấy ra nó thơm bát ngát luôn cô chú anh chị. Cái này mình ăn cơm hay mình lai rai cực ngon luôn, rất là thơm luôn. Thì sau khi mình chiên, bây giờ Cảnh sẽ thưởng thức thử cho cô chú anh chị mình biết một cái hương vị nó như thế nào nha. Nó ngon cô chú anh chị, cực kỳ nó ngon luôn nha. Cái này thì các anh các chú các bác mình mà mình nhâm nhi một ít bia một ít rượu đế thì không còn gì bằng luôn. Mình kèm theo những cái phần mình ăn rau gì đó mình kèm vô, và cái món này nhậu là thôi không có gì để tả tới được luôn. Nó vừa ăn và mình đem đi làm chế biến thêm món này nó ngon, thay vì cô chú anh chị mình hồi trước tới giờ mình đem đi nướng tư hay chiên tư, mình chiên nước mắm á, thì ra mình vừa làm theo cách này mình phơi một nắng đi, ăn cực ngon luôn, ngon gấp 10 lần luôn. Thì cái này á so như Cảnh biết á là 90% cả miền Tây mình luôn, ít có ai làm cái món khô chuột này để mình chiên hay nướng mình lai rai đâu. Mà nếu cô chú anh chị mình làm thử đi, Cảnh bảo đảm ngon thì không có tả tới luôn. Thì nếu cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh, có thấy hút và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.